Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu những cái chủ đề tiếp theo liên quan đến chuyên đề, đó chính là chuyển động thẳng đều và chuyển động thẳng biến đổi đều. Ở bài trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bài đầu tiên của chuyên đề này, đó chính là nghiên cứu những cái kiến thức cũng như là vận dụng làm một số bài tập liên quan đến tính vận tốc trung bình của một chuyển động. Vì các bạn đã được học cách khái niệm vận tốc trung bình cũng như là cách tính vận tốc trung bình trong chương trình vật lý lớp 8. Vì vậy, ở cái bài giảng trước cô đã hướng dẫn rất là nhanh cách chúng ta có thể là tiếp cận những cái bài toán tương tự theo một cái góc độ là nó khó hơn, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài học ngày hôm nay. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghiên cứu về những cái bài toán về phương trình chuyển động thẳng đều. Cái khái niệm chuyển động thẳng đều các bạn cũng đã được học trong chương trình vật lý lớp 8. Đó chính là chuyển động mà có quỹ đạo là đường thẳng và vận tốc trung bình của vật tại mọi cái quãng đường đều là như nhau, đúng không ạ? Nhưng trong nội dung kiến thức lớp 10 thì chúng ta sẽ được nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn, đầy đủ hơn về vị trí của vật trong không gian tại những cái thời điểm khác nhau. Và để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn thì cô sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Bây giờ khi chúng ta học về cái chuyển động trong chương trình vật lý lớp 10 thì chúng ta sẽ cần phải gắn vật vào một cái hệ trục tọa độ. Vậy tại sao lại làm như vậy? Thì các bạn cùng theo dõi với cô vào cái ví dụ sau đây. Ví dụ cô quen một bạn tên là An. Bạn hè này bạn vừa mới thi học kỳ xong và bạn rất là muốn ra Hà Nội chơi này, đi thăm một số địa điểm ở Hà Nội. Và các bạn biết rằng là bạn đấy là lần đầu tiên được ra Hà Nội, đúng không ạ? Nên bạn không biết, ví dụ như là bạn muốn đến Văn Miếu chẳng hạn, bạn không biết vị trí Văn Miếu ở đâu. Vì vậy bạn phải cần dùng một cái thiết bị mà bây giờ các bạn sử dụng rất là nhiều, đó chính là bạn phải tra Google Map, đúng không ạ? Và chính cái Google Map đó là một cái hệ trục tọa độ mà chúng ta thường gặp nhất. Và ở cái hệ trục tọa độ này thì chúng ta sẽ quan tâm điều gì? Ví dụ như bạn An, bạn sẽ quan tâm là cái vị trí của bạn cách Văn Miếu bao xa này, và bạn cần phải đi theo hướng nào này, và cái thời gian bạn bắt đầu đi là bao nhiêu, và để đến được cái Văn Miếu bạn sẽ phải mất thời gian là bao nhiêu, đúng không ạ? Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta khảo sát vị trí của một vật trong không gian tại những cái thời điểm khác nhau thì người ta sẽ mô tả bằng cái phương trình chuyển động. Và hôm nay chúng ta sẽ học về phương trình chuyển động cơ bản nhất, đó chính là phương trình chuyển động thẳng đều. Vậy thì phương trình chuyển động thẳng đều sẽ có dạng như thế nào? Phương trình chuyển động rồi. Đầu tiên là các bạn nhớ cho cô, để chúng ta có thể khảo sát chính xác được cái vị trí của vật thì vật lúc đó sẽ phải được gắn vào một cái hệ quy chiếu. Vậy thì hệ quy chiếu sẽ bao gồm những cái yếu tố nào? Đầu tiên, người ta sẽ phải chọn một cái mốc tọa độ. Được chưa? Mốc tọa độ để xác định vị trí của vật so với mốc tọa độ. Mốc tọa độ. Và một cái hệ tọa độ gắn với mốc tọa độ. Hệ tọa độ gắn với mốc tọa độ. Tiếp theo, phải có mốc thời gian. Mốc thời gian chính là cái vị trí ban đầu. Có thể là vị trí ban đầu của vật. Mốc thời gian. Chưa? Và mốc thời gian, và khi người ta khảo sát vị trí của vật theo những khoảng thời gian khác nhau thì để có thể xác định được thời gian, người ta sẽ phải sử dụng một cái dụng cụ gọi là đồng hồ, đúng không ạ? Cộng với đồng hồ. Thế đây các bạn lưu ý cho cô, trong cái hệ quy chiếu này thì chúng ta để ý quan tâm đến cái hệ tọa độ này. Trong hệ tọa độ thì chúng ta sẽ cần phải xác định xem là phương chiều của vật như thế nào. Và các bạn sẽ chọn cho cô một cái chiều dương.
nhất định để chúng ta có thể khảo sát cái tính chất của chuyển động. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái phương trình chuyển động sẽ có dạng như thế nào. Phương trình chuyển động thẳng đều. Đầu tiên các bạn biết được là trong chuyển động thẳng đều thì chúng ta sẽ cần phải nắm được cái khái niệm chuyển động thẳng đều là gì này. Là chuyển động mà có quỹ đạo. Quỹ đạo là đường thẳng. Và một, nó đã bao hàm được cái yếu tố đó chính là chuyển động thẳng rồi đúng không ạ? Vậy còn có chữ đều ở đây. Chữ đều ở đây để thể hiện cái tính chất gì? Đó chính là vận tốc của vật tại những cái quãng đường khác nhau sẽ là như nhau. Vận tốc không đổi đi. Vận tốc trung bình không đổi. Trên mọi quãng đường. Rồi, và sẽ có phương trình. Đây cô sẽ mô tả, vẽ trước. Giả sử vật, một vật M đi. Một vật ban đầu ở vị trí M. Cô chọn vị trí mốc tọa độ không phải ở vị trí ban đầu của vật mà ở một cái vị trí trước đó, cô gọi là mốc O, được chưa? Vậy thì có nghĩa là ban đầu vật M đang cách vị trí gốc tọa độ của chúng ta một đoạn là x0. Thì x0 này cô sẽ gọi đây là ly độ ban đầu của vật. Được chưa? Và vật sẽ chuyển động theo phương OX. Và phương này cũng chính là thể hiện cái chiều dương của chuyển động. Rồi. Bây giờ các bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát nhé. Vật này sẽ di chuyển với vận tốc là V theo chiều dương của vật. Được chưa? Vậy thì trong cái khoảng thời gian là T, vật sẽ ở cái vị trí nào? Vật ở vị trí N sau khoảng thời gian T. Được chưa? Thì MN chính là cái quãng đường mà vật đi được. MN là quãng đường vật đi được. Và các bạn nhớ cho cô công thức tính vật, cái quãng đường mà vật chuyển động sẽ là được xác định như nào? S bằng V nhân T đúng không ạ? Vì vận tốc không đổi trong suốt cái thời gian vật chuyển động nên chúng ta có thể xác định được quãng đường MN là S bằng V nhân với T. Rồi, vậy thì cái phương trình chuyển động thẳng đều nó thể hiện điều gì? Nó cho chúng ta biết là cái ly độ của vật đang cách cái vị trí mốc mà chúng ta chọn một đoạn bằng bao nhiêu. Được chưa? Thì người ta sẽ gọi cái ly độ này đây, là x. Và lúc đó các bạn có thể xác định cho cô x sẽ được tính như thế nào không ạ? X sẽ bằng x0 cộng với s và bằng x0 cộng v nhân t. Rồi, đây chính là phương trình chuyển động thẳng đều. Ở phương trình chuyển động thẳng đều này sẽ cho chúng ta biết là cái vị trí của vật so với mốc tọa độ mà chúng ta chọn. Nó khác với cái quãng đường nhé. Các bạn cần phải phân biệt cho cô hai cái khái niệm ở đây. Thì các bạn cần, cô muốn lưu ý cho các bạn. Đó chính là cần phân biệt hai khái niệm ly độ x và quãng đường s. Hai cái khái niệm này là khác nhau. Nó chỉ giống nhau khi mà cái vị trí ban đầu của vật trùng với mốc tọa độ mà thôi. Còn trong cái trường hợp tổng quát như cô đã giới thiệu trên đây thì rõ ràng vị trí ban đầu của vật không trùng với mốc tọa độ mà chúng ta chọn. Vì vậy nên là ly độ sẽ khác với cái quãng đường. Quãng đường để thể hiện là cái quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian T. Còn ly độ là cái vị trí của vật so với mốc tọa độ mà chúng ta chọn. Được chưa? Rồi, để chúng ta phải hiểu thật kỹ hai cái khái niệm này thì khi chúng ta làm bài tập mới không nhầm. Và bây giờ, trên đây thì chúng ta đã cùng nhau ôn lại những cái kiến thức liên quan đến phần phương trình chuyển động thẳng đều.
Giờ chúng ta sẽ cùng nhau là vận dụng cái kiến thức này để giải quyết một số bài tập vô cùng điển hình liên quan đến nội dung trên. Và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết cái bài đầu tiên liên quan đến chủ đề này. Câu số 1. Câu này người ta nói là vật đang có cái tính chất chuyển động, đó chính là chuyển động thẳng đều, đúng không ạ? Và người ta đã cho biết được cái phương trình chuyển động thẳng đều có dạng x bằng 4 cộng 2t. Thì chúng ta sẽ tóm tắt nhé. Phương trình chuyển động thẳng đều của vật x bằng 4 cộng 2t. Và cái lý độ ở đây thì đầu bài đã cho sẵn là cái đơn vị sẽ là mét, đúng không ạ? Đầu bài ở ý A yêu cầu chúng ta làm gì ạ? Cho biết vị trí ban đầu và tốc độ trung bình của vật. Thì muốn làm được điều này thì các bạn nhớ lại cho cô cái phương trình tổng quát trong chuyển động thẳng đều để chúng ta sẽ đồng nhất hệ số. Có phải phương trình tổng quát trong chuyển động thẳng đều là x bằng lý độ ban đầu x0 cộng vận tốc nhân với thời gian, đúng không ạ? Nhìn vào đây, khi chúng ta so sánh và đồng nhất hệ số với nhau thì ta thấy x0 sẽ phải bằng 4 và v bằng 2, đúng không ạ? Từ phương trình tổng quát x bằng x0 cộng v nhân t, chúng ta sẽ suy ra được hai yếu tố, đó chính là lý độ ban đầu, tức là vị trí ban đầu của vật, người ta gọi là x0, sẽ là bằng 4. Và nhớ cho cô, đơn vị ở lý độ sẽ là mét. Và vận tốc sẽ tương ứng với hai đơn vị là mét trên giây. Câu A rất là đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục với câu B. Xác định vị trí của vật sau khi đi được 5 giây. Tức là chúng ta đã biết được thời gian t bằng 5 giây. Muốn xác định được vị trí của vật thì chúng ta sẽ thay vào cái phương trình lý độ của vật. Thì suy ra x tại thời điểm t bằng 5 giây sẽ là bằng. Các bạn sẽ thay cho cô t bằng 5 giây vào cái phương trình chuyển động của vật nhé. 4 cộng 2 nhân 5 và sẽ bằng 14 mét. Được chưa? Rất là dễ đúng không ạ? Ở câu số 1 này chỉ là để chúng ta có thể là nhớ được cái phương trình tổng quát trong chuyển động thẳng đều cũng như là ý nghĩa của các giá trị đại lượng trong phương trình đó để chúng ta có thể là áp dụng thật là chính xác. Và bây giờ chúng ta nhanh chóng chuyển luôn sang bài tập số 2. Các bạn quan sát cho cô bài tập số 2. Bài tập số 2 đầu bài cho là một người đi xe xuất phát từ thành phố A lúc 7 giờ sáng, chuyển động thẳng đều đến thành phố B với vận tốc 120 km/h và biết được cái quãng đường, tức là khoảng cách AB là bằng 360 km, đúng không ạ? Ở ý đầu tiên thì yêu cầu chúng ta cần phải viết được cái phương trình chuyển động của xe. Bước đầu tiên thì các bạn cũng sẽ vẽ cho cô cái vị trí của vật là chúng ta sẽ gắn nó vào một cái hệ quy chiếu nhé. Bước 1. Ta sẽ phải chọn hệ quy chiếu cho vật. Và ở cái hệ quy chiếu này thì chúng ta sẽ quan tâm đến những yếu tố nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ phải chọn mốc tọa độ. Và sau khi các bạn đã chọn được mốc tọa độ cho vật thì chúng ta sẽ gắn vật vào một cái hệ trục tọa độ, đúng không ạ? Và ở hệ trục tọa độ này do vật đang chuyển động thẳng đều nên chúng ta sẽ chọn là tiếp theo chúng ta sẽ chọn trục tọa độ. Ví dụ trong những cái bài tập liên quan đến chuyển động thẳng đều thì sẽ chọn trục tọa độ là đường thẳng, đúng không ạ? Có hướng như thế nào? Chúng ta sẽ phải chọn luôn chiều dương. Đường thẳng này. Chiều dương. Từ trái sang phải chẳng hạn. Vì khi chúng ta xác định gắn vật vào một cái hệ trục tọa độ thì chúng ta cần phải biết được phương chiều của cái trục tọa độ đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ chọn cho cô đó chính là mốc thời gian. Mốc thời gian. Được chưa? Trên đây là các yếu tố mà chúng ta cần phải xác định khi
khi mà chúng ta chọn hệ quy chiếu cho vật. Thì bây giờ cô chọn hệ quy chiếu cho vật thì như thế nào đây ạ? Chọn hệ quy chiếu trong bài tập này. Đầu tiên cô sẽ chọn mốc tọa độ. Mốc tọa độ cô gắn luôn vào vị trí là thành phố A. Là thành phố A, được chưa? Ví dụ đây là thành phố A thì mốc tọa độ sẽ trùng với vị trí A này luôn. Chiều dương, đây là vị trí B. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn trục tọa độ đúng không ạ? Chọn trục tọa độ trùng với AB. Trùng với AB. Chiều dương. Chiều dương từ A đến B. Chiều dương ở đây không nhất thiết cần phải từ trái sang phải nhé, các bạn có thể chọn bất kỳ. Chiều dương từ A đến B. Tiếp theo là yếu tố tiếp theo chúng ta sẽ chọn mốc thời gian. Mốc thời gian là lúc xe từ thành phố A xuất phát đi, chuyển động thẳng đều đến thành phố B. Đây có mỗi một xe này thôi đúng không ạ? Mốc thời gian lúc vật bắt đầu xuất phát. Rồi. Chúng ta chọn chiều dương từ A đến B và di chuyển từ A đến B đúng không ạ? Thì đây là vector với vector V. Bây giờ để xác định được phương trình chuyển động của xe thì chúng ta cần xác định những yếu tố nào? Xác định phương trình chuyển động của xe. Đầu tiên các bạn cần xác định cho cô là vị trí ban đầu của vật. Đây chúng ta nhớ phương trình chuyển động của vật có dạng x bằng x0 cộng V nhân T đúng không ạ? Vì vậy, để có thể xác định được phương trình chuyển động của vật thì chúng ta cần phải xác định xem vị trí ban đầu của vật là bao nhiêu và vận tốc của vật là bao nhiêu. Đúng không ạ? X0 ở đây là bằng... Chúng ta chọn vị trí ban đầu trùng với mốc tọa độ luôn nên sẽ là bằng 0. X0 bằng 0 mét. Vận tốc V bằng bao nhiêu? Đầu bài cho là bằng 120 km/h. Và chúng ta sẽ lấy là chiều dương do vật đang chuyển động cùng chiều với chiều dương mà chúng ta chọn. Rồi, thì từ đây x phương trình chuyển động của xe sẽ là bằng 120 nhân t. Đúng không ạ? Mét. Chúng ta gắn vào cái công thức này thì chúng ta sẽ ra được là x bằng 120 nhân với t. Rồi. Tiếp theo, ý B, ý A này, ý B, tính thời gian và thời điểm xe đến B. Để có thể xác định được cái thời gian đến B, tức là khi mà đến B các bạn để ý xem cái vị trí của vật so với mốc tọa độ sẽ là bao nhiêu ạ? Là bằng đoạn AB luôn đúng không ạ? Và có giá trị là 360m, tức là chúng ta sẽ giải khi xe đến B. Tức là cái vị trí của nó so với mốc tọa độ là bằng 360 km. Hay chúng ta sẽ suy ra được là x ở đây là 120t bằng 360. Và ta sẽ suy ra được t là bằng 3 giờ. Nhưng mà t 3 giờ đây mới chính là thời gian thôi. Tức là sau 3 giờ thì người đi xe sẽ đến điểm B. Nhưng thời điểm tức là chúng ta cần phải xác định xem lúc đó là mấy giờ. Ban đầu chúng ta chọn mốc thời gian là vị trí bắt đầu xuất phát đúng không ạ? Tức là lúc 7 giờ. Và sau đó 3 giờ thì vật sẽ là đến cái thời điểm là mấy giờ ạ? 7 giờ cộng 3 giờ tức là vật sẽ đang ở cái thời điểm là 10 giờ. Thì nó ở vị trí B. Vậy lúc 10 giờ vật đến điểm B.
Rồi, tiếp theo ý C, vẽ đồ thị tọa độ thời gian của xe khi nó chuyển động từ A đến B. Thì trước khi chúng ta bắt tay vào vẽ cái đồ thị tọa độ thời gian thì các bạn nhớ cho cô, vì cái phương trình chuyển động của vật trong chuyển động thẳng đều là một gì ạ? Hàm như thế nào, các bạn có nhận xét gì không? Đây chính là một hàm bậc nhất đúng không ạ? Do nó là một hàm bậc nhất nên cái phương trình của nó sẽ có dạng là một đường thẳng, không nhất thiết phải đi qua góc tọa độ, vì nó còn phụ thuộc vào vị trí ban đầu của vật. Đây chúng ta sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ ra. Hệ trục tọa độ này sẽ gồm hai trục, trục OX để xác định vị trí tọa độ của vật và trục OT để xác định thời gian mà vật di chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ xét những cái vị trí đặc biệt nhé. Đây chính là phương trình chuyển động của vật mà chúng ta vừa viết được đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta xét khi mà t bằng 0 thì x bằng bao nhiêu? X bằng 0, tức là cái đồ thị này sẽ đi qua cái vị trí góc tọa độ. Tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát đến vị trí mà nó đến điểm B đi. Điểm B lúc đấy ta giải được là t bằng 3 đúng không ạ? Là vị trí thời gian lớn nhất. Đây, 3. Chúng ta sẽ vẽ. Và vị trí t bằng 3 này sẽ tương ứng với cái quãng đường là bao nhiêu? X bằng 360. Thì chúng ta gióng vào đây, 360. Thì chúng ta có hai điểm, một điểm là góc tọa độ và một điểm ở vị trí B, tức là vị trí có tọa độ là thời gian là 3 giờ, tọa độ là 360 km. Và chúng ta sẽ nối hai điểm này với nhau. Rồi, thì chúng ta sẽ xác định được đây là phương trình x bằng 120 nhân t. Vậy để có thể xác định được việc chúng ta vẽ đồ thị tọa độ thời gian theo yêu cầu của đầu bài thì chúng ta cần có những cái lưu ý gì? Thì chúng ta thấy là đơn thuần rất là giống trong toán học đúng không ạ? Để có thể vẽ được tọa độ thì chúng ta cần phải xác định được những cái điểm đặc biệt. Và chúng ta xác định và nối các điểm này với nhau thì ta sẽ thu được cái tọa độ mà chúng ta cần tìm. Thì cái điểm đặc biệt ở đây thì cô cần lưu ý cái điểm gì? Điểm thứ nhất đó chính là điểm mà khi t bằng 0, tức là thời gian bằng 0 mốc ở mốc tọa độ ấy, ở góc thời gian thì vị trí của vật là bao nhiêu này, và cái thời điểm vị trí mà xa nhất mà nó có thể đi được là bao nhiêu. Chưa? Rồi, thì trên đây cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết bài tập số 2 liên quan đến việc là chúng ta sẽ cần phải xác định được, viết được cái phương trình chuyển động của xe. Thì để có thể làm được điều này, các bạn lưu ý cho cô, chúng ta sẽ thực hiện những cái bước sau đây. Bước 1 là ta sẽ chọn hệ quy chiếu gắn với vật. Hệ quy chiếu sẽ bao gồm những cái yếu tố là mốc tọa độ này, tức là gốc tọa độ của phương trình. Thứ hai đó chính là về cái phương chiều của phương trình đúng không ạ? Và thứ ba là chúng ta sẽ phải chọn nó, cho nó một cái mốc thời gian. Sau khi các bạn đã chọn được một cái hệ quy chiếu rồi thì chúng ta sẽ phác thảo bằng một cái hình vẽ, được chưa? Để thể hiện cái hệ quy chiếu đó trên hình. Và thứ ba, bước thứ ba chúng ta sẽ dựa trên hệ quy chiếu để xác định các yếu tố còn lại liên quan đến vị trí ban đầu của vật này, vận tốc của vật là dương hay âm so với cái chiều chuyển động ta đã chọn. Và bước cuối cùng thì chúng ta hoàn thành để có thể viết được phương trình chuyển động của vật. Và ngoài ra chúng ta còn có thể vận dụng tiếp những cái bài tập cũng như là những cái phép tính liên quan để có thể giải quyết tiếp những cái yêu cầu của đầu bài. Có một số những cái yêu cầu liên quan sẽ đi kèm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang cái ví dụ tiếp theo. Chúng ta tiếp tục sẽ giải quyết bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này thì đầu bài cho gì ạ? Trên đường thẳng AB, cùng một lúc xe 1 khởi hành từ A đến B với vận tốc này, xe 2 từ B đi cùng chiều và biết được cái khoảng cách AB. À, bài tập số 3 này thì không chỉ là khảo sát một chuyển động của một vật đúng không ạ? Mà ở đây chúng ta sẽ cần phải khảo sát chuyển động của hai xe. Trước hết chúng ta cũng sẽ chọn hệ quy chiếu. Chọn hệ quy chiếu. Cô sẽ vẽ trước rồi cô sẽ viết lên trên sau. Cô sẽ chọn hệ quy chiếu như sau. Trên đường thẳng AB thì cô sẽ chọn luôn mốc cái gốc tọa độ trùng tại vị trí A luôn, giống như bài trước đúng không ạ? Cùng một lúc xe 1 khởi hành từ A đến B với vận tốc này.
Và xe 1 khởi hành từ A, vận tốc chiều dương là từ A đến B. Đây chiều dương. Với vận tốc V1, xe thứ 2 đi từ B đi cùng chiều với vận tốc là V2 đúng không ạ? Thì từ B đây, xe thứ 2 xuất phát từ B, vận tốc là V2. Khoảng cách AB là bao nhiêu? 20 km. Đồ bài hỏi yêu cầu là lập phương trình chuyển động của mỗi xe với cùng hệ quy chiếu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên xác định hệ quy chiếu này, gồm các yếu tố. Gốc tọa độ đi. Cô gọi luôn là gốc tọa độ nha. Mốc tọa độ cũng được. Gốc tọa độ tại A. Trục tọa độ từ A đến B. Trùng với AB. Tiếp theo là về mốc thời gian. Mốc thời gian là vị trí ban đầu hai xe cùng xuất phát. Tại vì hai xe này cùng xuất phát tại cùng một thời điểm. Vị trí ban đầu hai xe xuất phát. Còn có những cái bài toán là hai xe xuất phát ở hai thời điểm khác nhau mà thôi. Ví dụ như là xe thứ nhất xuất phát lúc 7 giờ này, xe thứ hai xuất phát lúc 8 giờ. Bây giờ cô sẽ nói ví dụ luôn nhé. Xe 1 7 giờ, xe 2 8 giờ. Nếu chúng ta chọn cái mốc thời gian trùng với vị trí xe 1 xuất phát. Được chưa? Thì lúc đó cái thời gian mà xe 2 đi được sẽ là bao nhiêu? Sẽ phải là T trừ đi mấy ạ? Xe 1 rõ ràng khởi hành sau xe, xe 2 khởi hành sau xe 1 là 1 giờ đúng không ạ? Vì vậy đây sẽ phải là T trừ đi 1. Là cái thời gian mà xe 2 đi được sẽ phải ít hơn xe 1 là 1 giờ đúng không ạ? Thì chúng ta cũng tương tự xác định như vậy để chúng ta có thể ra được cái thời gian trong cái phương trình chuyển động. Đây là cô nói thêm để có những cái bài hai xe xuất phát ở các thời điểm khác nhau thì chúng ta cũng có thể chủ động làm được. Bây giờ làm nào chúng ta sẽ xác định được phương trình chuyển động? Thì chúng ta sẽ xác định từng xe nhé. Xe 1. Xe 1 là từ A, xe khởi hành từ A. Thì x0 là bằng bao nhiêu ạ? Trùng vị trí gốc tọa độ luôn nên bằng 0. Vận tốc là V1. Thì từ đây cái phương trình của nó sẽ là x1 bằng V1 là bao nhiêu ạ? 40 t. Và đây là mét. Tương tự chúng ta sẽ xác định với xe thứ hai. X02 là bằng bao nhiêu? Ban đầu xe thứ hai ở vị trí B, nhưng B cách gốc tọa độ mà chúng ta chọn một khoảng là 20 km đúng không ạ? Vì vậy x2 sẽ là bằng 20. Và các bạn có thể thấy là nó đang theo chiều dương nên nó sẽ là dương 20. V2 bằng bao nhiêu? V2 cũng chuyển động theo chiều dương mà chúng ta chọn nên sẽ là bằng dương 30 km trên giờ. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được x2 là bằng 20 này cộng với 30 t mét. Rồi, vậy là chúng ta đã xác định được phương trình chuyển động của mỗi xe. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta xác định được hệ quy chiếu giúp phù hợp thì chúng ta có thể làm được dễ dàng. Câu B, xác định thời gian và vị trí hai xe gặp nhau. Các bạn để ý cho cô, trong cái hệ tọa độ của chúng ta, nếu mà hai xe gặp nhau, tức là cái ly độ của nó so với cái gốc tọa độ mà chúng ta chọn sẽ phải là trùng nhau đúng không ạ? Bằng nhau đúng không ạ? Ví dụ gặp nhau thì nó phải cùng một cái ly độ tại một vị trí nào đó. Giả sử gặp nhau tại C đi, thì lúc đó vị trí x tại C của 1 và 2 sẽ là bằng nhau. Tức là chúng ta sẽ đem giải cái phương trình là x1 bằng x2. Để hai xe gặp nhau thì chúng ta sẽ suy ra x1 bằng x2. Và các bạn sẽ giải hệ
40T bằng 20 cộng 30T. Đây ta sẽ suy ra được T là bằng 2 giờ. Tức là sau 2 giờ thì hai xe sẽ gặp nhau. Vậy sau 2 giờ hai xe gặp nhau. Được chưa? Rồi. Và đối với cái dạng toán này thì người ta cũng có thể hỏi liên quan là xác định cái thời gian hoặc là thời điểm mà khoảng cách giữa hai xe sẽ là một cái giá trị nào đó. Nếu đầu bài hỏi về cái khoảng cách của hai xe thì các bạn sẽ giải cho cô, đó chính là cái trị tuyệt đối của x1 trừ x2 sẽ bằng cái giá trị khoảng cách mà đầu bài cho. Được chưa? Vì chúng ta không biết được, chưa xác định được là cái xe nào sẽ đi được nhiều hơn, đi được ít hơn, thì tốt nhất là chúng ta sẽ cho vào cái giá trị tuyệt đối. Và trên đây thì cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết những cái bài tập liên quan đến việc là chúng ta sẽ khảo sát phương trình của hai xe cũng như là khảo sát cái vị trí mà chúng gặp nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục giải quyết các bài tập tiếp theo. Các em quan sát cho cô câu số 4. Ở câu 4 này khi chúng ta đọc sẽ thấy cái sự tương tự giống như câu số 3 đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta xem là chúng khác nhau ở điểm nào nhé. Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A. Cô cũng vẽ một cái trục tọa độ. Và cô cũng sẽ chọn gốc thời gian, gốc tọa độ tại vị trí A luôn. Chuyển động với vận tốc V bằng 36 km/h đến B. V1. Cùng lúc đó, một người đi xe đạp chuyển động với vận tốc V2 xuất phát từ B đến A. Giả sử đây là B đi. Xe thứ hai lại đi từ B về A cơ. Đây là V2. Khoảng cách AB là 108 km. 108 km. Hai người gặp nhau lúc 8 giờ. Và chúng ta sẽ chọn trong cái hệ quy chiếu của chúng ta cũng sẽ phải chọn chiều dương của trục đúng không ạ? Chiều dương cô sẽ chọn là từ A đến B. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hệ quy chiếu. Bước rất là quan trọng. Các bạn không được bỏ qua bước chọn hệ quy chiếu nhé. Đầu tiên, chọn gốc tọa độ trùng với vị trí A. Tiếp theo, đó chính là trục tọa độ trùng với AB luôn. Gốc thời gian lúc 6 giờ sáng. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Khi mà hai xe này chuyển động đúng không ạ? Đến một cái vị trí nào đó gọi là vị trí C thì chúng gặp nhau. Và chúng gặp nhau lúc mấy giờ? Lúc 8 giờ. Tức là cái thời điểm 8 giờ này đang cách cái vị trí gốc thời gian chúng ta chọn là bao nhiêu? 6 giờ thì xuất phát, 8 giờ gặp nhau. Tức là cái quá trình để chúng gặp nhau là đang tốn mất là 2 giờ đúng không ạ? Thì chúng ta có thể suy ra thời gian hai xe chuyển động đến khi gặp nhau sẽ là 2 giờ. Chúng ta cần phải suy luận được cái này. Bước tiếp theo, để có thể xác định được vận tốc của vật, tức là vận tốc V2, vận tốc của xe đạp đúng không ạ? Thì các bạn sẽ cần phải viết cho cô cái phương trình chuyển động của xe máy này, phương trình chuyển động của xe đạp và xác định cái vị trí mà chúng gặp nhau, tức là cho x1 bằng x2 để chúng ta có thể giải ra được cái ẩn còn lại. Xe máy x0 bằng 0, V1 bằng bao nhiêu? Bằng 36 km trên giờ. Và chúng ta có thể đổi sang, không cần đổi đâu, quãng đường kia cũng là km thì chúng ta sẽ x0 là km, x bằng 36T. Tiếp theo, đối với xe đạp, x02 thì bằng bao nhiêu? Xe đạp đang bắt đầu xuất phát ở vị trí B
mà B cách cái vị trí gốc tọa độ chúng ta chọn một khoảng là 108 km, đúng không ạ? Thì đây sẽ phải là 108. V2 bằng bao nhiêu ạ? Chiều dương chúng ta chọn từ A đến B, nhưng V2 lại chuyển động từ B về A nên nó sẽ ngược chiều dương. Vì vậy nó sẽ có giá trị âm đằng trước, sẽ phải là trừ đi V2, được chưa? Trừ đi cái giá trị x mà chúng ta chọn đi. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được x2 thì bằng 100 trừ đi V đi, ẩn V, 108 trừ đi V nhân T. Chưa? Chúng ta cần phải hết sức lưu ý khi chúng ta xét dấu của V. V không phải lúc nào cũng luôn dương đâu. Do hai xe gặp nhau, chúng ta chia ra được x1 bằng x2. Và đơn thuần chúng ta sẽ giải hệ 36T bằng 108 trừ đi V nhân T. Hai xe gặp nhau sau 2 giờ thì chúng ta sẽ thay cái thời gian T này là 2 giờ, được chưa ạ? 36 nhân 2 bằng 108 trừ đi V nhân 2. Và đây thì các bạn sẽ giải cho cô xem V bằng bao nhiêu. V thì bằng 108 trừ 36 nhân 2 chia cho 2. Bằng 18 km trên giờ. Rồi, đối với những cái bài tập đòi hỏi chúng ta cần phải xác định một số ẩn thiếu, ví dụ như ẩn vận tốc của từng xe này, hoặc là ẩn thời gian vân vân, thì các bạn lưu ý cho cô chúng ta khai thác vào cái dữ kiện, đó chính là người ta cho biết được cái thời điểm hai xe gặp nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải xác định được cái vị trí của xe 1, vị trí của xe 2 để cho hai cái vị trí bằng nhau thì chúng ta có thể ra được ẩn theo yêu cầu của đồ bài mà thôi. Và trên đây chúng cô đã hướng dẫn các bạn liên quan đến những cái bài tập về việc viết phương trình này, khảo sát sự chuyển động của hai xe, xác định được vị trí chúng gặp nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang những cái bài tập liên quan đến đô thị. Và các bạn quan sát cho cô, bài tập số 5 là một bài tập liên quan đến đô thị trong chuyển động thẳng đều. Và đầu bài hỏi gì ạ? Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ thời gian như hình bên. Đây chính là cái đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa thời gian và lý độ của vật, đúng không ạ? Hãy xác định đặc điểm của chuyển động. Để có thể xác định đặc điểm của chuyển động thì các bạn lưu ý cho cô, chúng ta nhớ được về cái đặc điểm của chuyển động thẳng đều thì cái phương trình đường thẳng sẽ là gì ạ? Có dạng là một đường thẳng, đúng không ạ? Vì vậy ở đây ta thấy rõ ràng đồ thị trong hình vẽ trên có dạng là một đường thẳng, không cần nhất thiết phải qua gốc tọa độ đâu. Do đó thì đây chính là chuyển động thẳng đều. Ý A, do đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa x, t là đường thẳng nên suy ra. Đây chính là chuyển động thẳng đều. Rồi, khi chúng ta đã xác định được đây là chuyển động thẳng đều thì chúng ta sẽ khai thác những cái đặc điểm liên quan đến chuyển động thẳng đều. Viết phương trình chuyển động của vật. Phương trình chuyển động của vật. Các bạn nhớ cho cô, cái phương trình tổng quát trong chuyển động thẳng đều là gì ạ? X bằng x0 cộng V nhân T, đúng không ạ? Vậy để có thể xác định được phương trình chuyển động của vật thì chúng ta cần phải xác định hai yếu tố. X0 là gì? V bằng bao nhiêu? Đúng không ạ? Thì từ đây chúng ta khai thác thông qua cái đồ thị này, chúng ta cần phải xác định được hai ẩn, tức là coi như chúng ta giải hai hệ, giải hai phương trình. Tại thời điểm ban đầu, tức là tại T bằng 0 này, chúng ta sẽ chọn những cái vị trí đặc biệt nhé. Các bạn có thể thấy tại T bằng 0 thì suy ra x bằng bao nhiêu? X bằng 5. Thì chúng ta sẽ có là 5 bằng x0 cộng V nhân 0 suy ra x0 bằng 5. Tiếp theo chúng ta khảo sát tại T bằng 1, suy ra x bằng 10. 10 này, 10 sẽ bằng x0 cộng V nhân 1 suy ra
chúng ta sẽ giải được V. Thì x không bằng 5 rồi thay vào đây. 10 trừ 5 là 5. 5 chia 1. B bằng 5 mét trên giây. Để ý đến một đơn vị nhé. Sau khi đã xác định được vị trí ban đầu cũng như là vận tốc của vật thì chúng ta thay vào cái phương trình chuyển động của vật thì ta sẽ suy ra được phương trình chuyển động của vật sẽ là x bằng 5 cộng 5t. Được chưa? Rất là dễ đúng không ạ? Tiếp theo ý C, xác định vị trí của vật sau 10 giây. Tức là chúng ta sẽ thay cái giá trị thời gian bằng 10 giây và phương trình ly độ của vật, vị trí của vật. T bằng 10 giây. Suy ra x sẽ bằng 5 cộng 5 nhân 10 và bằng 55 mét. Bây giờ cô lưu ý nhé. Nếu đầu bài hỏi vị trí của vật thì tức là chúng ta sẽ xác định cái vị trí ly độ. Còn nếu đầu bài hỏi quãng đường của vật thì nó sẽ là cái yếu tố nào? Các bạn nhớ cho cô. Đây là x0 này. Quãng đường thì sẽ phải bằng V nhân T. Thì quãng đường của vật S sẽ chỉ là bằng 5 nhân 10 bằng 50 mét mà thôi. Được chưa ạ? Chúng ta phân biệt hai cái giá trị vị trí và quãng đường. Thì trên đây cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết những cái bài tập vô cùng cơ bản và cổ điển liên quan đến cái chủ đề, đó chính là viết phương trình của chuyển động thẳng đều. Và ở phần này thì các bạn cần lưu ý cho cô là chúng ta cần phải xác định được những cái bước chúng ta làm các bài tập liên quan đến việc là viết được phương trình. Đầu tiên ta cần phải xác định được hệ quy chiếu. Thứ hai, chúng ta xác định được các giá trị, vị trí ban đầu, vận tốc của vật. Và thứ ba thì chúng ta sẽ áp dụng để viết được phương trình, đúng không ạ? Ngoài ra còn có những cái bài tập liên quan thì cô đã hướng dẫn. Và bây giờ thì bài giảng của cô đến đây cũng là đã kết thúc. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu tiếp những cái bài tập liên quan đến chuyên đề chuyển động thẳng đều và chuyển động thẳng biến đổi đều ở những bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.